Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sa Đéc, trong ngày 18 tháng 9 năm 2021, thành phố ghi nhận 13 ca mắc mới, gồm 8 ca trong các khu cách ly tập trung, 2 ca ở các khu vực phong tỏa và 3 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc cộng dồn đến nay là 3.408 ca. Hiện thành phố có 401 vùng xanh với 20.878 hộ, 68.321 nhân khẩu và có 2 vùng xanh cấp xã là phường Tân Quy Đông và xã Tân Quy Tây. Tính đến 15 giờ ngày 18 tháng 9, ngành y tế thành phố đã tổ chức lấy mẫu gộp 10 để xét nghiệm PCR cho 5.119 người tại các khu vực vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh theo kế hoạch tầm soát định kỳ của thành phố. Ngoài ra, thành phố cũng đã công bố các số điện thoại đường dây nóng của thành phố và các xã phường để tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì các tổ đội xung kích tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có nhu cầu, đồng thời thiết lập và siết chặt chốt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố giữa các xã phường với nhau và bên trong các khu phong tỏa, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Trong ngày 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã xử phạt 2 trường hợp ra đường không cần thiết, tổng số tiền 4 triệu đồng. Theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, trong ngày 18 tháng 9 năm 2021, đã xét nghiệm PCR được 5.895 mẫu, gồm 1.568 mẫu đơn, 4.327 mẫu gộp cho 36.762 người và test nhanh 5.378 mẫu, gồm 5.051 mẫu đơn, 327 mẫu gộp cho 5.795 người. Kết quả khẳng định có 30 ca dương tính, giảm 5 ca so ngày 17 tháng 9. Cụ thể, có 16 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 7 ca trong khu vực phong tỏa và 7 ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc, gồm 1 ca ngụ huyện Châu Thành, 3 ca ngụ thành phố Cao Lãnh và 3 ca ngụ thành phố Sa Đéc, gồm 1 ca khóm 3 phường 1, 1 ca khóm 1 phường 4, 1 ca ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông. Cộng dồn đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng là 8.116 ca dương tính với COVID-19. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 956 ca. Số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 57 ca, cộng dồn là 6.960 ca. Tính đến ngày 18 tháng 9, toàn tỉnh đã tiêm được 358.067 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 được 311.355 liều và tiêm mũi 2 được 46.712 liều. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.